Đầu. Xin được chào mừng tất cả các chị em có mặt trong phòng Zoom buổi sáng ngày hôm nay. Và buổi sáng ngày hôm nay là một buổi sáng thứ ba rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và em Hana vô cùng biết ơn sự có mặt của tất cả các chị em đang có mặt trong phòng Zoom. Và sáng ngày hôm nay đây là một buổi sáng tư vấn độc lập cho những người quan tâm về sức khỏe, quan tâm về một cái giải pháp và một cái công cụ kinh doanh đúng nghĩa. Đó. Cho nên buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây thì chắc chắn những cái giá trị mà chúng ta nhận được sẽ nhiều hơn những gì chúng ta có thể hình dung. Quan trọng là chúng ta có nghiêm túc, chúng ta có tập trung, chúng ta lắng nghe hay không, đúng không ạ? Vâng, và buổi sáng ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta gồm có 3 phần. Phần đầu tiên đó là phần chia sẻ chuyên sâu về chất enzyme như thế nào. Phần thứ hai đó chính là chia sẻ về 3 sản phẩm đang lưu hành tại thị trường Việt Nam ra sao, cũng như là công cụ kinh doanh. Và phần thứ ba đó chính là phần hỏi đáp trực tiếp khi mà chúng ta còn có câu hỏi, đồng ý không ạ? Và trong quá trình diễn ra phòng Zoom thì em Hana rất là mong các chị em chúng ta cùng nhau phối hợp. Thứ nhất là chúng ta hiện diện ở trên phòng Zoom, chúng ta mở camera và tắt mic, đúng không ạ? Và thứ hai là chúng ta nếu có câu hỏi gì thì phần thứ ba của chương trình chúng ta sẽ được ngồi lại để chúng ta hỏi đáp với những người có kinh nghiệm nhất ở đây, đồng ý không ạ? Vâng, và không để các anh chị em chúng ta chờ lâu nữa thì ngay bây giờ em Hana xin được phép mời lên đây một người chị là một người đã đồng hành tại dự án này và đã có những cái thành quả nhất định và với cái kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết của bạn tại dự án. Ngày hôm nay thì chương trình cũng có mời được đến đây và bao nhiêu các anh chị em chúng ta rất là mong muốn để chào đón cái phần chính, phần số 1 trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Comment số 1 được không ạ? Và hãy thả những trái tim yêu thương để em Hana xin được phép mời lên đây. Leader Đoàn Bích Ngọc ạ, xin trân trọng kính mời. Cảm ơn Anna. Đầu tiên thì cho Bích Ngọc gửi lời chào đến tất cả các chị em có mặt ở phòng Zoom. Thì hôm nay là một buổi tư vấn độc lập. Bích Ngọc tên đầy đủ là Đoàn Thị Bích Ngọc, 39 tuổi. Thì hiện tại thì Ngọc đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng và phụ trách phát triển cái dòng sản phẩm enzyme ra toàn thị trường Việt Nam. Và hôm nay thì rất vui khi có cơ hội để có thể giúp cho các chị em hiểu về giải pháp enzyme, đúng không ạ? Thì trong Zoom hôm nay thì sẽ có một số các chị em tìm hiểu về giải pháp enzyme để xử lý vấn đề bệnh tật của mình hoặc là người thân, đúng không ạ? Để chúng ta chủ động trong cái việc bảo vệ sức khỏe của mình. Cũng có một số các chị em thì tìm hiểu cái cơ hội công việc và cái tiềm năng của sản phẩm để có thể cộng tác và kiếm thêm một cái nguồn thu nhập. Thì dù chúng ta có thể là có nhu cầu về sản phẩm hoặc nhu cầu về công việc thì chúng ta vẫn phải hiểu rõ về giải pháp enzyme này. Bởi vì sản phẩm thì vốn dĩ nó là linh hồn, nhất là một cái dòng sản phẩm mới. Thì enzyme là một dòng sản phẩm rất đặc biệt và nó dựa trên những cái công trình nghiên cứu khoa học và hiện tại thì rất là tiềm năng. Đấy, về cái nguyên lý của nó thì cũng có những cái đặc trưng. Và ngày hôm nay thì trong khoảng tầm 25 phút thì Ngọc sẽ hỗ trợ cho tất cả các chị em hiểu về giải pháp enzyme này là gì và tác động của nó đối với cơ thể như thế nào. Cũng như là khi mà chúng ta dùng nó thì nó sẽ có cái lợi thế cạnh tranh hoặc nó xử lý vấn đề của chúng ta nó khác biệt như thế nào so với các giải pháp khác. Đúng không ạ? Và phần 2 thì là Hana sẽ giúp cho mọi người hiểu chi tiết về 3 dòng sản phẩm. Cũng như là Ngọc sẽ gặp lại mọi người ở phần cuối là phần vấn đáp. Đó. Rất là trân trọng biết ơn sự hiện diện của tất cả các chị em. Và thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không có nhiều lắm. Vì vậy nên là chúng ta tập trung một chút và Ngọc xin phép là Ngọc sử dụng công cụ đó là slide để giúp cho mọi người hiểu về giải pháp này. Ngọc xin phép share slide nhé. Giải pháp enzyme là một giải pháp chăm sóc sức khỏe. Nhưng cái sự khác biệt của nó là từ đơn vị nhỏ nhất, đó chính là tế bào. Đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Ngọc sẽ hỗ trợ mọi người hiểu về cơ thể cũng như là hiểu về giải pháp enzyme. Ở trên màn hình mọi người cũng nhìn thấy một cái chấm tròn đúng không ạ? Nó đại diện cho cái phần tử nhỏ nhất của cơ thể của chúng ta, đó chính là tế bào. Và chắc chắn một điều là ở đây Ngọc và cả nhà cũng luôn luôn là mong muốn là chúng ta khỏe mạnh, nó giống như là một ngôi nhà chắc chắn đúng không ạ? Thì ngôi nhà thì được cấu tạo từ những viên gạch. Còn cơ thể của chúng ta thì giống như một ngôi nhà nhưng chúng ta cấu tạo từ đơn vị nhỏ nhất đó chính là tế bào. Thì đơn giản lắm, một cơ thể khỏe sẽ được cấu tạo từ các tế bào khỏe. Và một cơ thể khỏe hiện tại
như là cơ thể của chúng ta, nó là một cơ thể có những cái hoạt động mà nó diễn ra một cách âm thầm, nó giống như một nhà máy hoạt động tự động. Thì đó là những cái hoạt động gì? Đó, thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu. Đó ạ. Ừ, em xin lỗi một chút. Okay. Xin lỗi một chút nhé. Rồi, thì cái hoạt động đầu tiên của nhà máy cơ thể đó chính là hoạt động dinh dưỡng, năng lượng và kiến tạo. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn. Đúng không? Và để mà chúng ta nuôi dưỡng cái cơ thể vật lý này. Đúng không? Và trẻ con thì lớn lên, người già thì già đi. Có hai việc mà chúng ta không thể ngừng được. Đó là người già sẽ già đi. Và trẻ con thì lớn lên. Đó chính là các hoạt động đầu tiên là hoạt động dinh dưỡng, năng lượng và kiến tạo. Và hoạt động thứ hai của một cơ thể sống đó chính là hoạt động bảo vệ cơ thể. Hay tên gọi thông dụng của nó theo mặt y học đó là hệ miễn dịch. Trong thời kỳ hiện nay, khi mà các tác nhân mà bệnh tật càng ngày càng đa dạng, chúng ta vừa trải qua COVID-19 đúng không ạ? Và bây giờ thì đang có thông tin là COVID-19 đang quay trở lại, không những thế lại có những cái dịch bệnh mới. Vậy thì có cách nào để chúng ta có thể bảo vệ được sức khỏe của chúng ta hay không? Thì câu trả lời nó chính ở hệ miễn dịch. Tại vì tổ chức WHO có một cái thông báo rằng nếu cơ thể của chúng ta mà hệ miễn dịch hoạt động 100% hiệu quả thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ mắc bệnh. Đúng không ạ? Hệ miễn dịch có tác dụng tìm kiếm và ngăn chặn các yếu tố bất lợi như độc tố, gốc tự do, tế bào lạ và hư hỏng. Thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn hay phải dùng cho con chúng ta một đợt để tăng đề kháng, tăng hệ miễn dịch. Và đây là cái cơ quan bảo vệ chúng ta tự động và tốt nhất. Hoạt động thứ ba của cơ thể đó là hoạt động tái tạo, sửa chữa, hàn gắn, thay thế, phục hồi. Thỉnh thoảng chúng ta có những vết thương hở ngoài da, đúng không? Và chúng ta không làm gì hết, nhưng mà sau một thời gian thì vết thương đó lành và trả lại cho lớp da của chúng ta hoàn toàn bình thường. Bởi vì cơ thể của chúng ta bản chất nó giống như cái cây, nó có các khả năng đưa về trạng thái cân bằng. Nhưng mà sẽ có một số và các chị em sẽ hỏi là vậy thì bệnh ở đâu mà ra? Mà rõ ràng cơ thể của chúng ta có khả năng tự chữa lành mà. Là bởi vì là để mà cái hoạt động tự chữa lành nó diễn ra thì nó đòi hỏi cơ thể của chúng ta phải có nhiên vật liệu đầy đủ. Còn nếu mà trong trường hợp mà cái tốc độ phá mà hơn tốc độ xây thì không thể nó không thể đảm bảo cái trạng thái cân bằng được và nó sẽ biểu hiện là bệnh lý, đúng không ạ? Và hoạt động thứ tư là hoạt động phân hủy, đào thải, thanh lọc độc tố và chất thải. Bệnh là từ miệng vào. Và một trong những nguyên nhân gây bệnh phổ biến bây giờ là do chế độ ăn uống, thực phẩm bẩn. Và nó gây áp lực cho gan và thận rất nhiều. Theo một thống kê thì độc tố trong cơ thể người có thể chiếm đến 3 đến 15 kg và nó là một trong những nguyên nhân gây bệnh tiềm ẩn. Vì vậy nên là gan thận của chúng ta mỗi một ngày, mỗi một giờ bị áp lực rất lớn trong việc đào thải độc tố. Đấy. Và cái hoạt động thứ tư là hoạt động điều hòa cân bằng môi trường nội mô. Nếu coi cơ thể của chúng ta giống như một nhà máy thì năm hoạt động này thường xuyên diễn ra và nó đảm bảo cho cơ thể sống khỏe mạnh. Và Ngọc tin chắc rằng Ngọc và các chị em đều mong muốn là nhà máy cơ thể của chúng ta đều khỏe mạnh để làm sao để chúng ta có những ước mơ trong cuộc sống, đúng không ạ? Để chúng ta tận hưởng cuộc sống. Và chúng ta cũng mong người thân yêu của chúng ta như vậy. Vậy thì làm thế nào để cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hoàn hảo? Để chúng ta không bao giờ phải để ý đến nó. Bởi vì đến khi mà chúng ta để ý nó là chắc chắn là nó có vấn đề rồi. Đấy. Thì chúng ta hãy cùng nhau tìm cách. Chúng ta hãy quay về cái câu trả lời là làm thế nào để cho một tế bào khỏe mạnh. Đúng không ạ? Thì để cho một tế bào khỏe mạnh, thì ở đây Ngọc đã liệt kê một số các yếu tố nguyên liệu để nuôi dưỡng tế bào. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải để ý cái yếu tố đầu vào. Thì ở đây sẽ có là dưỡng khí là khí oxy, đúng không ạ? Là nước, là dinh dưỡng. Ở đây Ngọc sẽ nói qua về phần dinh dưỡng. Thì dinh dưỡng được cung cấp vào trong cơ thể của chúng ta dưới hai dạng là dạng tinh và dạng thô. Thì dạng thô chính là thức ăn ấy. Chúng ta ăn uống và qua hệ tiêu hóa sẽ biến thành chất dinh dưỡng và vitamin, chất xơ để nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta. Và dạng tinh đó là dòng sản phẩm hay còn gọi là thực phẩm chức năng ấy. Thì khi chúng ta uống vào thì nó sẽ bỏ những cái tạp chất để chúng ta có thể ngay lập tức hấp thu được những tinh chất. Và đặc biệt bây giờ có những cái công nghệ tăng cường hấp thu. Ví dụ như công nghệ nano hoặc là công nghệ tế bào gốc. Đúng không ạ? Và cái nguyên liệu tư
là chúng ta vẫn cung cấp vào cơ thể đó chính là dưỡng chất thực vật. Ví dụ như là những cái nấm linh chi, mọi người có hay dùng nấm linh chi không? Những bài thuốc nam, thuốc bắc. Đó là những dưỡng chất thực vật tốt để có thể hấp thu vào cơ thể của chúng ta. Và cái yếu tố cuối cùng là thuốc. Thuốc thì không đâu như Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta ra hiệu thuốc, chúng ta mua thuốc và bác sĩ bỏ hết cái tem mác cho chúng ta một đống thuốc màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Lần này chúng ta mua thì một túi, nhưng lần sau chúng ta ra mua thì lại một túi khác. Và đấy là một trong những cái mà nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là lớn trong cái việc lạm dụng thuốc Tây, dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh, hoặc đơn giản là sẽ gây áp lực rất lớn cho gan và thận. Và năm cái yếu tố nguyên liệu đầu vào này thì chúng ta sẽ đưa vào trong cơ thể, đúng không ạ? Và nuôi cho tế bào khỏe mạnh. Tuy nhiên là để tất cả các nguyên liệu này hấp thu thì chúng ta cần một cái yếu tố rất là quan trọng đầu vào, đó chính là giải pháp của chúng ta. Đó chính là giải pháp enzyme. Đó. Thì enzyme ở đây nó đóng vai trò giống như là chất xúc tác men và yếu tố kích hoạt. Nói một cách đơn giản thì nó giống như là cái người gác cổng ấy, để giúp cho tất cả các nguyên liệu đầu vào này hấp thu vào trong tế bào. Nên nếu mà cửa mở rộng thì các nguyên liệu đầu vào, Ngọc chưa nói là các nguyên liệu đầu vào có được chọn lọc hay không nhé. Còn bây giờ các nguyên liệu đầu vào hiện tại bây giờ có rất nhiều vấn đề, mà mình chỉ nói đến cái việc hấp thu thôi, đúng không ạ? Nếu mà trong trường hợp mà cửa mà mở rộng thì mới hấp thu được các nguyên liệu đầu vào để có thể nuôi dưỡng tế bào. Còn đâu nếu mà cửa hẹp thì sơn hào hải vị, thực phẩm chức năng đắt tiền đều vô nghĩa nếu không có enzyme, đúng không ạ? Còn nếu cửa đóng thì sao? Thì bản chất sự sống không còn, đúng không ạ? Và không chỉ dừng lại ở đấy, sau khi mà vào nuôi dưỡng tế bào thì cả nhà cũng biết, đúng không ạ? Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi các hệ, và mỗi hệ thì có nhiều cơ quan, và mỗi cơ quan thì lại có lại được hình thành từ nhiều tế bào khác nhau. Nên là bản chất trong mỗi tế bào thì cũng có hàng triệu các cái hoạt động chuyển hóa và biến đổi khác nhau. Và tất cả các hoạt động này, nội tại của nó cũng cần đến enzyme. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta có một cái kết luận là sao? Để các nguyên liệu đầu vào này hấp thu được vào trong tế bào thì phải có enzyme thì mới vào được và mới có giá trị. Và vào rồi thì cũng phải có enzyme thì mới biến đổi để thực hiện các chức năng khác nhau. Gần như là nó đóng vai trò giống như là một chất xúc tác sinh học gốc để đảm bảo toàn bộ các hoạt động của cơ thể của chúng ta hoạt động bình thường. Từ cái lúc mà cung cấp nhiên liệu đến cái lúc hoạt động, đúng không ạ? Tim đập được, mắt chớp được, chúng ta cử động được tay chân. 100% là đều cần cái chất xúc tác sinh học gốc này, đúng không ạ? Tuy nhiên, đây, thì khi mà các hệ nó hoạt động tốt thì nó sẽ đảm bảo nhà máy cơ thể hoạt động trơn tru nhịp nhàng. Đó chính là năm cái hoạt động mà em nói ban đầu. Và đây chúng ta sẽ hiểu với nhau rằng là nguyên liệu và enzyme đều cần nhưng không thể thay thế được cho nhau, được không ạ? Giống như là đồ ăn với lửa ấy, để thành thức ăn đấy thì đồ ăn cũng cần và lửa cũng cần, đúng không ạ? Nhưng tạo hóa đã đặt enzyme ở vị trí điều phối và chỉ đạo. Mọi người để ý cái ý này cho em. Bởi vì thực phẩm chức năng bây giờ rất đa dạng trên thị trường, 100 ngàn cũng có, 1 triệu cũng có, 10 triệu cũng có, 100 triệu cũng có luôn, đúng không ạ? Khi chúng ta có điều kiện, chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn. Nhưng tại sao chúng ta nên lựa chọn enzyme? Bởi vì nó là chữ gốc, đúng không ạ? Bởi vì tạo hóa đã đặt enzyme ở vị trí điều phối và chỉ đạo. Và tạo hóa sinh ra cơ thể của chúng ta là một bộ máy tinh vi nhất, cấu tạo chức năng hoạt động đều có sẵn và siêu việt. Tự cơ thể mới thấu hiểu nó cần gì, chúng ta hãy tôn trọng. Enzyme là công cụ chỉ đạo của ADN, hãy trả lại nó quyền làm chủ. Ừ. Nếu mà nói về giải pháp enzyme thì cách xử lý vấn đề của nó là nó chỉ cung cấp nhựa sống thôi, hay còn gọi là cung cấp cái chất xúc tác sinh học gốc để làm sao kích hoạt cơ chế tự chữa lành của cơ thể. Chứ nó không phải là thuốc. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu enzyme là gì. Enzyme là chất xúc tác trong phản ứng sinh hóa của cơ thể. Enzyme có mặt trong tất cả các hoạt động năng lượng của tế bào và trong tất cả các dấu hiệu của sự sống. Tiến sĩ Humbert Santino, người Hoa Kỳ, ông nói rằng là nếu coi cơ thể người giống như một bóng đèn thì enzyme chính là dòng điện, đúng không ạ? Mọi người tưởng tượng bóng đèn dù đắt đến mấy mà không có điện thì có sáng được không ạ? Thì cũng giống như cơ thể người, nếu không có enzyme thì sẽ không tồn tại sự sống. Và đương nhiên rồi, enzyme nó tồn tại trong cơ thể của chúng ta bởi vì chúng ta đang sống, nhưng cũng phải nhờ các nhà khoa học thì chúng ta mới biết đến enzyme. Và công trình nghiên cứu về enzyme là một công trình nghiên cứu khoa học dựa trên những cái giải thưởng Nobel. Nói đến giải thưởng Nobel thì chúng ta không bàn cãi gì
về cái mức độ uy tín và danh giá của nó, đúng không ạ? Mọi người search trên Google thì cũng có thể kiểm chứng rất nhiều các thông tin về enzyme, đúng không ạ? Thì ở đây Ngọc sẽ lướt qua một số giải thưởng Nobel. Đó là năm 1997, giải thưởng Nobel được trao cho ba nhà khoa học gia có mặt ở trên màn hình vì đã phát hiện ra enzymion đóng vai trò vận chuyển dinh dưỡng đến tế bào. Mọi người có thấy nó giống như cái phần slide em nói không? Và năm 2009 thì giải thưởng Nobel sinh lý và y học. Làm thế nào nhiễm sắc thể được bảo vệ bởi tonemer và tonem enzyme tonemerase? Đấy thì có phải cái này liên quan đến hệ miễn dịch không? Đúng không ạ? Enzyme tạo ra sự sống, hay còn gọi enzyme là sự sống. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu không có enzyme thì trứng và tinh trùng không thể kết hợp được với nhau và các tế bào không thể trải qua quang hợp. Kết quả là tất cả các hoạt động tế bào sẽ không có đủ năng lượng và các tế bào sẽ không thể tạo ra được sự sống. Đây là một kết luận của tiến sĩ Elizabeth Blackburn, bà được giải thưởng Nobel năm 2009. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong cuộc chiến của hàng triệu triệu các tinh binh thì con tinh trùng chiến thắng là con tinh trùng cần phải tiết ra một lượng enzyme vừa đủ, nằm mềm vỏ trứng xong rồi mới chui vào bên trong, kết hợp với trứng tạo thành hợp tử và có chúng ta ngày hôm nay. Thì trong trải nghiệm 5 năm làm giải pháp enzyme, bản thân Ngọc tận mắt chứng kiến hoặc là nghe rất là nhiều các trường hợp mà những cặp vợ chồng vô sinh không rõ nguyên nhân ấy. Có nghĩa là đi khám Tây y thì chồng hoàn toàn bình thường, vợ cũng bình thường, nhưng không hiểu sao không thể có em bé một cách tự nhiên. Thì sau khi mà họ nghe về giải pháp enzyme và thấu hiểu rằng enzyme là sự sống và cơ thể cần đủ enzyme thì họ đã đón nhận giải pháp. Và sau đấy thì có rất là nhiều những cái cặp vợ chồng mà đã đón những cái em bé ra đời một cách hoàn toàn tự nhiên. Có những cặp vợ chồng mà chồng còn bị khoai bị ấy. Khoai bị ấy là ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên là uống xong liệu trình enzyme rồi có bầu lúc nào không biết luôn ấy. Thì hiện tại bên Ngọc có một cộng đồng kết quả những người sử dụng enzyme lên đến 20.000 các thành viên. Đúng không ạ? Tại vì sao? Đến giải pháp enzyme là dừng lại. Họ không phải loay hoay đi tìm một giải pháp khác, nên là số lượng càng ngày càng đông. Đấy. Và đây là một cái cộng đồng sử dụng kết quả. Nên nếu mà các anh chị mà tìm hiểu về giải pháp hoặc là muốn có cái góc nhìn nhiều chiều về kết quả sản phẩm khi chúng ta chưa sử dụng á, thì có thể là nhờ những cái thành viên mời mình vào đây để làm sao để chúng ta vào cộng đồng đó để chúng ta có thể xem là kết quả không trùng nhau nhé, không trùng nhau. Rồi còn có một cái giải thưởng Nobel hóa học gần nhất là năm 2018 đó, và cái giải thưởng Nobel này thì đã được VT1 đăng tin. Chúng ta có thể lên YouTube để search lại và xem lại, đúng không ạ? Và có một cái giải thưởng Nobel y học năm 2016. Nếu mà Ngọc đã nói đến hai giải thưởng Nobel để nói về hai cơ chế của enzyme, đó là enzyme ion đóng vai trò vận chuyển dinh dưỡng đến tế bào, đúng không? Và một cái enzyme bảo vệ cơ thể, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ nói đến một cái giải thưởng Nobel để nói về cái tính chất của enzyme là đào thải độc tố. Đây là một giải thưởng Nobel y học năm 2016 được trao cho nhà bác học người Nhật, ông tên là Yoshinori Ozumi, vì đã phát hiện ra cơ chế phân tách và tái chế tế bào. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu có điều gì đặc biệt trong cái cơ chế này. Ở cái phần mà gạch chân màu tím của Ngọc ấy, mọi người có thể đọc đúng không? Trong trung tâm tái chế có chứa các enzyme có tác dụng phân hủy protein, chất béo, chất đường, mà các chất này đã được tế bào xem là chất thải cặn bã cần đào thải. Mọi người tưởng tượng trong cơ thể của chúng ta nó giống như là một hộ gia đình, bởi vì chúng ta đang là cơ thể sống đúng không? Thì có đầu ra và đầu vào, thì tế bào cũng vậy, có đầu ra và đầu vào. Mọi người thử tưởng tượng nếu nhà chúng ta mà mấy ngày không vứt rác, không có công nhân đô thị mà đến mà thu gom rác thì có phải là bốc mùi không và rất là khó chịu, nó không thể sống được không? Thì trong cơ thể của chúng ta cũng vậy, có các enzyme có vai trò vận chuyển rác như này. Trong trung tâm tái chế có chứa có các enzyme có tác dụng phân hủy protein, chất béo, chất đường. Đó. Vì vậy nên nếu mà cơ thể của chúng ta đầy đủ enzyme, có phải là tất cả các hoạt động của các hệ nó diễn ra một cách trơn tru nhịp nhàng, và việc dọn rác thì nó diễn ra thường xuyên thì có ứ đọng rác không? Học biết là hiện tại có rất là nhiều các cô chú anh chị hoặc là cả nhà có sử dụng một số các giải pháp thải độc đại tràng đường ruột, nhưng Ngọc khẳng định luôn là chúng ta chưa đào thải được cấp tế bào, nghĩa là không đào thải được tế bào gan, tế bào tim, tế bào não. Nhưng với cái giải pháp enzyme này, khi chúng ta cung cấp cái enzyme cho nó đủ đầy thì tự khắc những cái hoạt động đấy nó sẽ diễn ra, đúng không ạ? Rồi
Có phải là ở đây nó có ba tác dụng chính của enzyme là phân hủy, tái chế và dọn sạch rác không? Và độc tố có phải là nguyên nhân gây bệnh không? Nên khi mà chúng ta chỉ cần cung cấp đủ enzyme, giống như chúng ta đốt một ngọn đèn trong một căn nhà tối, chúng ta cung cấp nhiên liệu cho nhà máy cơ thể hoạt động trơn tru, thì có phải là nó sẽ diễn ra một cách hoàn hảo nhất không? Và đây là xử lý vấn đề hệ thống, chứ không phải là như kiểu chữa bệnh bình thường, hoặc là uống thuốc một cái sản phẩm tưởng là tốt nhưng mà chả biết tốt như thế nào. Và nó có cái căn cứ là giải thưởng Nobel đúng không ạ? Và có rất là nhiều căn cứ khác, nếu mọi người search ở trên báo chí thì cũng thấy là có rất là nhiều những cái thông tin báo chí chính thống, đúng không ạ? Khoa học năm 2018 vinh danh nghiên cứu sức mạnh của tiến hóa là nhiều lắm luôn, phát hiện enzyme có thể khống chế ung thư vú, điều trị ung thư thận nhiều lắm luôn cả nhà. Thì khi mà ngày xưa chúng ta nghe những cái thông tin về dân gian, ví dụ sừng tê giác chữa ung thư đúng không, thì tất cả những cái thông tin đấy nó chỉ là thông tin truyền miệng thôi, nhưng đối với giải pháp enzyme thì nó là một giải pháp có tính khoa học, nên có rất nhiều thông tin nhé, rất nhiều sách luôn. Và đây có hai cuốn sách, đó là Nhân tố enzyme và dinh dưỡng học, à quên, em xin lỗi, đó là Ung thư sự thật, hư cấu và gian lận, có enzyme phép lạ vi mô, có rất nhiều những cái bộ sách về enzyme đúng không ạ? Vì vậy nên nếu chúng ta là những người mà thế hệ thay thế và bản thân chúng ta thấu hiểu cái việc rằng có sức khỏe chúng ta có ngàn mong muốn và muốn bảo vệ mình và người thân á, thì em nghĩ rằng chúng ta nên trang bị kiến thức bằng cách là chúng ta hãy đọc cuốn sách đó. Rồi, cuốn sách đã trả lời vai trò của enzyme và lý do bị lãng quên trong điều trị ung thư. Vậy thì cái cuốn sách này nó nói về cái điều đặc biệt gì? Thì em sẽ giải thích cho cả nhà hiểu. Cuốn sách này được viết bởi một bác sĩ, tiến sĩ, ông tên là Hiromi Shinya. Và ông là một bác sĩ mổ nội soi. Thì mọi người biết là nội soi thì bản chất là người ta sẽ nội soi cái dạ dày với cái đại tràng của mình đúng không? Sau này thì trong cái trải nghiệm mà ông làm việc trên data khách hàng là 350.000 cái dạ dày của bệnh nhân ở hai quốc gia Nhật Bản và Hoa Kỳ, thì ông đã tìm ra một quy luật đó. Ông phát hiện ra là hóa ra là bệnh tật không phải là trời kêu ai người ấy dạ, mà bệnh tật là do thói quen ăn uống và sinh hoạt của mỗi cá nhân trong một thời gian dài. Vì khi ông nội soi dạ dày thì ông phát hiện được chế độ ăn uống của mỗi người. Người ăn thịt thì cái dạ dày và cái đường ruột khác với người ăn cá. Người ăn trái cây và rau củ quả nhiều thì cái dạ dày và cái đường ruột cũng khác với những người mà có cái chế độ ăn nhiều bơ sữa. Và khi mà ông nội soi cái dạ dày và đường ruột của những người ung thư ấy, thì ông phát hiện ra là họ đều giống nhau, có nghĩa là mức độ tổn thương về dạ dày đường ruột như nhau. Thì ông phát hiện ra là hóa ra bệnh tật, nhất là những cái bệnh như ung thư ấy, là do cơ thể của chúng ta, cái gốc rễ của vấn đề là cái rễ của nó bị tổn thương rồi, và nó biểu hiện ở trên cái bộ phận nào yếu nhất, chứ không phải là như chúng ta nghĩ là nếu chúng ta có vấn đề về bệnh là chỉ có cơ quan đấy có vấn đề, còn tất cả cơ quan khác không có vấn đề, thì lại không đúng. Và sau khi mà nghiên cứu sâu hơn về nguyên nhân gây bệnh, thì ông đã phát hiện ra một bí mật để làm sao để không bao giờ mắc bệnh. Và sau khi mà ông đã đưa cái phương pháp mà ông tìm ra vào lâm sàng, thì ông không phải viết giấy chứng tử cho bất kỳ ai, mình có thấy tuyệt vời không ạ? Và nó chính là enzyme. Và ông đã ra đời bốn cuốn sách Nhân tố enzyme để giúp cho mọi người hiểu về một chất có trong cơ thể của chúng ta mà chúng ta không biết. Và đơn giản, cuốn sách này đơn giản lắm, làm sao hướng dẫn chúng ta ăn uống sinh hoạt làm sao để gìn giữ cái enzyme nội sinh trong cơ thể của chúng ta. Bởi vì sự sống sẽ không còn nếu cơ thể của chúng ta không còn enzyme, đúng không ạ? Đủ enzyme thì sẽ khỏe, thiếu hụt enzyme thì sẽ mắc bệnh, và không có enzyme thì sẽ chết. Đấy. Thì Ngọc đã nói nhiều về giải pháp enzyme, tuy nhiên là với cái mô hình này nó sẽ giúp cho rất là đơn giản thôi. Có nghĩa là đối với cái giải pháp enzyme này, chúng ta hãy cố gắng làm sao để chúng ta luôn luôn gìn giữ cơ thể chúng ta luôn ở trạng thái đủ enzyme và giàu enzyme, đúng không ạ? Thì khi đấy các tế bào sẽ khỏe, và khi tế bào khỏe thì chúng ta sẽ đảm bảo được tế bào hoạt động đúng và đủ các chức năng. Tế bào khỏe, cơ quan khỏe, bộ phận khỏe và cơ thể sẽ khỏe. Thì cơ chế hoạt động gốc này là cơ hội điều chỉnh bệnh lý tận gốc, chăm sóc sức khỏe chủ động từ tế bào. Và enzyme là gốc của sinh mệnh, là căn nguyên của sự sống hay là thuốc gốc. Nó ở điểm này, đúng không cả nhà? Rồi. Vậy thì sẽ có một số các anh chị hay cả nhà sẽ đặt câu hỏi là ủa, từ trước đến giờ mình đâu có dùng enzyme đâu mà mình vẫn khỏe cơ mà. Đúng không ạ? Tại sao tôi phải dùng enzyme? Tại sao khách hàng của tôi phải sử dụng enzyme? À, Ngọc sẽ giúp cho mọi người cái vấn đề này nhá.
cơ thể của chúng ta cần tới 5.000 loại enzyme chuyển hóa và tiêu hóa và điều phối hàng triệu các phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Đúng không ạ? Và chúng ta đang sống vì vậy đương nhiên là trong người chúng ta có enzyme rồi, và lấy từ hai nguồn, đó là nguồn tra sinh mang tính thời điểm, có nghĩa là cái thời khắc mà con tinh trùng tiết ra một lượng enzyme ấy, là chúng ta thừa hưởng cái enzyme từ người cha, và chúng ta sinh sống trong cơ thể mẹ chúng ta 9 tháng 10 ngày thì chúng ta sẽ được thừa hưởng enzyme từ mẹ, và hai yếu tố này tạo lên một kho enzyme nguyên mẫu, đúng không ạ? Đây là sự kế thừa để quyết định thể trạng và cơ địa. Nếu mà ít enzyme thì sẽ yếu và nhiều enzyme thì sẽ khỏe. Có những em bé sinh ra đời đã khỏe, đúng không ạ? Có những em bé sinh ra đời đã yếu, mọi người có biết không? Có, đúng không? Và thực ra thì nó giống như là chúng ta sinh ra đời được tạo hóa sạc pin qua hai cổng sạc là bố và mẹ, là chúng ta đầy 100% để chúng ta đón cái cuộc sống này. Tuy nhiên là mọi người có thấy rằng chúng ta sẽ hao tổn enzyme rất nhiều, đúng không? Giống như là chúng ta cần nhiên liệu cho các hoạt động dinh dưỡng năng lượng kiến tạo, có mà. Chúng ta cần enzyme cho hoạt động bảo vệ cơ thể của hệ miễn dịch, có mà. Chúng ta cần enzyme cho hoạt động sửa chữa, có mà. Và chúng ta cần enzyme cho hoạt động đào thải độc tố và hoạt động nội mô nữa. Nhưng mà trong thời kỳ ngày nay thì cái việc mà chúng ta hao tổn enzyme nó không bình thường nữa, đúng không ạ? Có bao nhiêu các anh chị cảm thấy rằng chúng ta chả biết chúng ta ăn cái gì trong ngày? Vì vậy nên là cơ thể của chúng ta tốn cực kỳ nhiều enzyme để đào thải độc tố, và cũng tốn cực kỳ nhiều enzyme để bảo vệ, bởi vì những cái tác động mà virus vi khuẩn bây giờ nó vô hình, nên cơ thể của chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái bảo vệ chúng ta, nó rất là mệt mỏi. Và đấy chính là cái lý do tại sao mà chúng ta nhìn đâu cũng thấy bệnh. Tuy nhiên là nếu mà trong trường hợp mà khi mà chúng ta vẫn còn sức khỏe khoảng tầm là từ hồi trẻ đến khoảng tầm 35 đến 40 là chúng ta không cảm nhận được đâu. Lý do là bởi vì trong 5.000 cái loại enzyme này thì từ 35 tuổi trở lên thì mới có một số loại nó không tái tạo nữa. Còn thời gian trước thì chúng ta giàu enzyme đúng không ạ? Cộng với lại chúng ta có khả năng tái tạo nữa nên chúng ta không cảm thấy thiếu hụt. Nhưng ai đã từng qua cái thời điểm trung niên là thời điểm 39, 40 là biết nhau ngay. Đấy, hoặc là như Thanh Loan mà làm trong bà các cô khoảng tầm trung niên là biết biết ngay. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì lúc đấy cái sự thiếu hụt nó sẽ khiến chúng ta cảm nhận được, đúng không ạ? Đấy, và đương nhiên rồi, thiếu hụt enzyme thì nó sẽ dẫn đến tranh chấp enzyme và nó sẽ ưu tiên cho những hoạt động cần thiết, còn những hoạt động không cần thiết thì chắc chắn là lúc đấy mình sẽ cảm thấy xương khớp có vấn đề, không ngủ được, hệ thần kinh có vấn đề, được không ạ? Vậy thì câu hỏi đặt ra là enzyme vô cùng quan trọng, được không ạ? Chúng ta rất là cần nó. Và đến 35 đến 40 tuổi là chúng ta không có tái tạo. Vậy thì có cách nào để chúng ta bổ sung từ bên ngoài không? Thì câu trả lời là có. Bởi vì sao? Bởi trong trái cây và rau củ quả có rất là nhiều enzyme. Mọi người ở quê ấy, mà mọi người mà ăn trái cây và rau củ quả tươi ấy, thì là mọi người sẽ thấy là chúng ta ăn là chúng ta cảm nhận được cái độ mọng nước và ngon. Đúng không ạ? Mọng nước và ngon. Nhưng mà rõ ràng là cũng trái cây và rau củ quả đấy, nhưng mà chúng ta để lâu lâu để dùng lạnh là ăn không ngon, đúng không ạ? Tại sao lại thế? Là bởi vì thực ra là enzyme có rất là nhiều trong trái cây và rau củ quả tươi, đâu sau 4 tiếng rời khỏi vật thể mẹ là nó chỉ còn là vitamin, khoáng chất và chất xơ thôi đấy. Tuy nhiên mọi người thấy là bây giờ liệu chúng ta có được ăn đồ tươi như vậy hay không? Cái việc bổ sung từ bên ngoài vào là nó qua trái cây và rau củ quả là nó bị rất nhiều rào cản. Ở đây Ngọc sẽ nói ba rào cản. Rào cản đầu tiên là ở nhiệt độ nhỏ hơn là bằng 65,5 độ C là không còn enzyme nữa rồi, không còn enzyme nữa rồi mà chúng ta có ăn sống không ạ? Rồi ở thời gian nhỏ hơn 4 giờ, đúng không ạ? Và để mà đảm bảo đủ 5.000 loại enzyme thì mỗi loại trái cây và rau củ quả nó chỉ có ít thôi đấy. Vì vậy nên là khi mà chúng ta muốn đảm bảo đủ thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn rất là đa dạng màu sắc này, chủng loại và số lượng, tóm lại là chỉ để ý việc ăn thôi. Thì mọi người thấy là hiện tại bây giờ ba cái yếu tố này có đảm bảo không? Chắc chắn là không rồi. Tự nhiên thật khó và gần như bất khả thi cho tối ưu. Nên là chúng ta hầu như nhé, 100% là không được bổ sung enzyme tự nhiên từ bên ngoài vào đâu. Không như các cụ ngày xưa, hao tổn thì ít, đúng không ạ? Xong rồi còn được ăn đồ tươi, không khí trong lành. Nên các cụ ngày xưa rất ít bệnh, được không ạ? Mọi người có thấy là mấy khi nghe nó, ai nói đến ung thư đâu. Còn bây giờ mọi người có thấy rằng là thực ra kể cả như thế hệ chúng ta bây giờ nghe đó ai đó bị mắc ung thư thì chúng ta cũng không hoảng loạn nữa, đúng không? Nhưng mà mọi người có cảm thấy rằng là cái việc đấy nó rất là nguy hiểm không?
Bởi vì nếu mà chúng ta không có giải pháp thì nó có thể rơi vào mình hoặc người thân của mình chứ. Có chứ. Đúng không ạ? Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Chúng ta nhìn thấy vấn đề đó. Thì mọi người cũng thấy là nếu trong trường hợp là kinh doanh mà chúng ta có một cái giải pháp như vậy cho thị trường thì mọi người có thấy đây là một cơ hội thực sự không? À, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không bổ sung được enzyme theo một cách bình thường đâu. Vậy nên là chúng ta cái gì của hiện đại thì chúng ta phải sử dụng hiện đại. Thì đây chính là công nghệ. Thì có một tập đoàn họ đã nghiên cứu về enzyme rất nhiều năm, trên 60 năm nhé. Mới đầu thì họ chỉ nghiên cứu enzyme cho công nghiệp và phụ gia thôi. Nhưng sau đấy thì họ đã ứng dụng những cái giải thưởng Nobel để nghiên cứu chuyên sâu hơn về enzyme cho con người. Và đây là enzyme phức hợp nhé. Khác enzyme hiệu thuốc. Enzyme phức hợp là enzyme nguyên mẫu và phải dựa trên công nghệ cao thì mới có thể lấy được những cái tinh túy nhất của trái cây và rau củ quả tươi, thì mới có thể giúp cho chúng ta lấy được cái enzyme đó. Thì công nghệ mà tập đoàn sử dụng là công nghệ ORAC. Đây là công nghệ tăng cường triệt để khả năng hấp thụ các gốc tự do và chống oxy hóa của thực vật. Nếu 10 năm trước mà có ai đó nói rằng là chúng ta sẽ nói chuyện được với người thân ở bên Mỹ thì chắc là không có ai tin hết, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì rõ ràng là chúng ta đang làm điều đó mà. Đấy, nên là khoa học kỹ thuật rất là phát triển và rất là may mắn là bởi vì là chúng ta có thể bổ sung enzyme theo sự phát triển của công nghệ. Đây là một cái công nghệ cao cấp độc quyền, khắc phục các điểm bất khả thi của tự nhiên, tạo giá trị lành tính và phổ cập 100% và đơn giản lắm. Bằng công nghệ cao nên chúng ta chỉ cần lấy cái gói enzyme đó đã được tích hợp các loại enzyme cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Đó, chắc là cũng không đủ 5.000 đâu, nhưng mà chắc chắn là tối ưu hơn rất nhiều giải pháp khác. Chúng ta chỉ cần pha với nước ấm. Đấy, và mỗi một ngày chúng ta uống một ly. Đấy, thì ngay lập tức là cái việc thiếu hụt enzyme của cơ thể của chúng ta nó không diễn ra, và khi cơ thể của chúng ta đủ enzyme thì các tế bào sẽ khỏe. Khi tế bào khỏe thì tế bào sẽ hoạt động đúng và đủ các chức năng, và khi đấy là cơ thể của chúng ta sẽ khỏe, đúng không ạ? Và bây giờ thì Ngọc sẽ giúp cho cả nhà có thể hiểu về cái lợi thế cạnh tranh của giải pháp enzyme so với các giải pháp khác, và đặc biệt là giải pháp thuốc tây, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có bệnh thì hầu như 100% là chúng ta sẽ đến bệnh viện. Ngọc không phủ định những cái thành tựu to lớn của y học hiện đại, đúng không ạ? Nhưng mà mọi người có thấy rằng là thuốc là chủ yếu xử lý phần ngọn không? Triệu chứng nhanh chóng thuyên giảm xu hướng tái phát không, hoặc rất ít khi giúp tái tạo tế bào mà có khi còn hủy hoại tế bào, suy yếu cơ quan trong cơ thể. Tại sao tiểu đường lại phải uống thuốc tiểu đường trọn đời? Tại sao bị máu nhiễm mỡ là phải uống trọn đời? Bởi vì bản chất là không xử lý được tận gốc vấn đề, đúng không ạ? Nhưng cái việc chúng ta lạm dụng thuốc như vậy thì thuốc tây là con dao hai lưỡi. Khi cơ thể của chúng ta càng ngày càng suy giảm gan và thận, và chúng ta lại uống thuốc tây vào, thì đến một lúc nó sẽ mất cân bằng và chắc chắn sẽ suy gan, suy thận, suy hệ miễn dịch. Và đây chính là bệnh của thời đại. Nhưng chúng ta vẫn cứ phải uống, bởi vì sao? Hiện tại bây giờ y học hiện đại vẫn đang truyền thông cho mọi người rằng phải uống thuốc trọn đời. Đúng không ạ? Còn đối với giải pháp enzyme thì nó là một giải pháp ngược lại. Nó sẽ tái tạo tế bào, phục hồi chức năng trong cơ thể, tự tập trung kiểm kê, ngăn chặn loại trừ tái thiết tế bào, kích hoạt. Nhưng mà với cái giải pháp này sẽ xuất hiện những tín hiệu như là triệu chứng, nhưng là quá trình tái thiết và triệu chứng giảm cùng trong quá trình tái tạo tế bào và biểu hiện trên xét nghiệm sẽ theo sau cùng. Nói về mặt hình ảnh để cho cả nhà dễ hình dung thì đối với giải pháp thuốc tây, đúng không ạ? Thì khi chúng ta mắc bệnh thì giống như là tấm gỗ mà có mối mọt ấy, thì giải pháp thuốc tây bản chất là sơn lên, đúng không? Sơn lên để chúng ta không nhìn thấy cái mối mọt đó và chúng ta cảm thấy nó ổn, đúng không ạ? Và sau thời gian mà nó có vấn đề gì thì lại mua lớp sơn nữa sơn lên. Sơn cho đến bao giờ nó mục sứ bên trong, thế là sập hệ miễn dịch là xong. Đúng không ạ? Còn đâu đối với giải pháp enzyme thì nó sẽ khới lên, có nghĩa là nó sẽ bào cái vết sơn ra để làm sao để chúng ta nhìn thấy cái mối mọt. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xử lý tận gốc vấn đề bằng cơ chế tái tạo tế bào. Và khi mà cái mối mọt đấy nó không còn nữa thì nó sẽ trả lại cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hoàn toàn. Nên là giải pháp enzyme là giải pháp đông y dựa theo nguyên lý bồi hoàn nguyên. Bồi là bồi dưỡng, hoàn là hoàn lại, nguyên là ban đầu. Nên khi mà chúng ta sử dụng enzyme trong cái liệu trình đầu tiên là liệu trình thải độc thì mọi người sẽ thấy rằng là sao? Chúng ta sẽ có những triệu chứng như sau. Thứ nhất là đại tiện có mùi táo hoặc là đi lỏng dựa theo cái độc tố trong người chúng ta. Sau đó thì nó sẽ vào gan để tái tạo tế bào gan. Và nếu mà chúng ta đau dạ dày thì nó sẽ đau hơn, đúng không ạ? Nó đau hơn ở đây không phải là nó đau mà nó đang ở trong quá trình tái thiết, sửa chữa. Đã là sửa chữa thì chắc chắn nó có bụi, đúng không ạ? Chỉ có cái là bên ngoài cơ thể của chúng ta, vết thương hở ngoài da,
thì khi chúng ta đắp enzyme vào, chúng ta có thể cảm nhận được cái tốc độ làm lành của nó. Vì enzyme là một sản phẩm có tới 5 cách dùng cơ. Nhưng nếu mà trong trường hợp nó bên trong cơ thể thì chúng ta không biết thì chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi khó chịu. Đúng không ạ? Nhưng hãy cho nó cái thời gian và hãy tin tưởng thì chắc chắn là những điều kỳ diệu sẽ đến, bởi vì hiện tại giải pháp enzyme đang là một giải pháp hiện đại và là một giải pháp mà xử lý vấn đề tối ưu nhất. Hiện tại cộng đồng enzyme có rất 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 nhiều kết quả. Rất nhiều kết quả luôn. Và chúng tôi không ngừng gia tăng cái cộng đồng càng ngày càng lớn, vì vấn đề rất nhiều và những cái giải pháp mà có thể xử lý tận gốc thì không có. Đấy. Đúng không ạ? Và thời gian vừa rồi khoảng tầm nửa tiếng, hơn nửa tiếng một chút, thì Ngọc đã hỗ trợ mọi người hiểu về nguyên lý của enzyme để trả lời câu hỏi enzyme là gì, tại sao cơ thể của chúng ta lại cần tới enzyme và tại sao chúng ta lại cần phải sử dụng enzyme bổ trợ từ bên ngoài vào chứ không thể là sử dụng enzyme nội sinh trong cơ thể được. Đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì xin mời Hana sẽ hỗ trợ cả nhà có thể hiểu chi tiết vậy thì ba dòng sản phẩm nó là gì và uống vào thì nó sẽ mang lại những lợi ích như thế nào. Đúng không ạ? Rồi xin mời Hana. Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của bạn Bích Ngọc rất là chi tiết đúng không các anh chị? Có bao nhiêu các anh chị thấy được rằng là ngày hôm nay chúng ta tiếp cận được một cái thông tin kỹ càng hơn, rõ ràng hơn và chúng ta cảm thấy rất là cần thiết đối với mình, gia đình mình và những người thân yêu mình. Đặc biệt giống như em Thanh Loan thì khách hàng chúng ta đang rất cần, đúng không? Và ngay bây giờ thì Hana xin được phép share màn hình để chia sẻ chi tiết về giải pháp ba sản phẩm đang lưu hành tại thị trường Việt Nam như thế nào. Vâng. Các chị em thân mến, tổng quan về tập đoàn khi chúng ta muốn sử dụng một sản phẩm nào đó cho bản thân chúng ta phải hiểu được nguồn gốc, xuất xứ, công dụng và tác dụng ra sao. Và chúng ta tham khảo qua giải Nobel, qua sách báo, đúng không ạ? Có rất nhiều đầu sách chúng ta có thể hiểu được về enzyme sâu sắc nhất. Đó. Vậy thì tập đoàn của chúng ta là tập đoàn Vital Group, thành lập từ năm 1958 tại bang Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ. Và tiền thân là một doanh nghiệp chuyên sản xuất enzyme phục vụ cho ngành phụ gia và môi trường bằng một trong những sản phẩm phân hủy sinh học đầu tiên như là chất tẩy rửa không độc hại BNC. Đó. Và nhà máy thì đặt tại 6 quốc gia trên thế giới và văn phòng đặt tại Mumbai. Vậy thì 6 quốc gia là ở đâu ạ? Ở Hồng Kông, Malaysia, Hàn Quốc, Brazil, Anh và Hoa Kỳ. Đặc biệt, ở Việt Nam chúng ta đang nhập ở hai quốc gia châu Á gần nhất, đó chính là Hàn Quốc và Malaysia. Cho nên khi các anh chị nhìn thấy trên vỏ hộp, mình vào trong Zoom mình không phân biệt được cái các anh chị. Đó, thì chúng ta bảo chứ, ủa, tại sao nói tập đoàn lại Ấn Độ mà trên cái vỏ hộp này lại là ở Hàn Quốc và Malaysia? Thì các anh chị hiểu được rằng đây là một trong 6 nhà máy mà tập đoàn đã đặt tại các quốc gia này để chúng ta cái chi phí vận chuyển nó rẻ hơn và thời gian vận chuyển nó nhanh hơn và tối ưu hóa tiết kiệm cho người tiêu dùng, đúng không ạ? Và đây đây là đội ngũ ban lãnh đạo của tập đoàn. Đó, đứng đầu tập đoàn là người Do Thái. Các anh chị biết rồi, người Do Thái thì họ cực kỳ thông minh, đúng không ạ? Và thứ hai đó chính là một vị tiến sĩ kiêm phó chủ tịch nghiên cứu và phát triển, và đó là giám đốc phát triển về tài chính, đúng không ạ? Đó. Và với hơn 60 năm lưu hành trên thị trường toàn cầu thì tập đoàn đã diện cho ra đời hơn 500 dòng sản phẩm và đạt được tất cả những cái chứng chỉ cao cấp trên toàn cầu như là GMP, FDA, HANA và COSER. Đặc biệt cái chứng chỉ HANA COSER thì cái điều này chứng minh dành cho người ăn chay trường được, các anh chị nhé. Và hàng năm thì tập đoàn họ không ngừng phát triển, họ chi ra 25 triệu USD chỉ riêng cho bộ máy 200 bác sĩ y tế và các nhà khoa học nghiên cứu về cái giải pháp này. Ok không ạ? Và bao bì chúng ta nhìn thấy nó rất là đơn giản, nhưng chất lượng ở trong đó chúng ta luôn luôn được nâng cấp. Và bây giờ chúng ta đang dùng phiên bản là phiên bản thứ tư rồi. Đúng các anh chị? Đó. Và với phương pháp thu hoạch cẩn thận trực tiếp tại vườn vào năm 2004 thì tập đoàn đạt được một giải thưởng đó là Fortune Silver. Đây là một giải thưởng của công ty kiểm toán độc lập tại Mỹ cung cấp. Và để đạt được cái giải thưởng này thì một cái tập đoàn, cái công ty đó phải đạt được 5 tiêu chí các anh chị ạ. Đúng không ạ? Và cái điều quan trọng hơn hết, tập đoàn này đã sở hữu công nghệ độc quyền, đó chính là công nghệ Orac, là công nghệ hấp thu từ những cái vi nhỏ nhất, đúng không các anh chị? Đó. Và đây trên trên màn hình của chúng ta là những cái chứng chỉ, những cái giải thưởng mà tập đoàn đã đạt được. Và đặc biệt sản phẩm này về Việt Nam thì được Bộ Y tế cấp phép lưu hành ba sản phẩm này trên toàn thị trường Việt Nam các anh chị nhé. Có rất nhiều các anh chị sợ rằng là ô
Vậy thì cái sản phẩm này không biết là đã được Bộ Y tế cấp phép chưa? Rồi không biết là có được công khai đang lưu hành tại trường Việt Nam không? Thì xin thưa với các anh chị, hoàn toàn là có. Cho nên enzyme đã về Việt Nam đến nay chuẩn bị sinh nhật năm thứ 10. Và chúng ta hoàn toàn yên tâm. Đồng ý không các anh chị? Đó. Và đây là ba sản phẩm mũi nhọn và là đang được mệnh danh là ba viên kim cương đang lưu hành tại thị trường Việt Nam và được mệnh danh là một bộ ba chăm sóc sức khỏe toàn diện cho một cơ thể khỏe mạnh. Đúng không ạ? Đó, thì sản phẩm đầu tiên đó chính là Vital Enzyme, sản phẩm thứ hai đó là Mevitan và được gọi là enzyme dạng nước và sản phẩm số 3 đó chính là Vital Cholina. Đấy, vậy thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu thành phần của các sản phẩm này có như thế nào. Với enzyme thì được mệnh danh đó là vua của thực phẩm chức năng. Các anh chị cứ hình dung một quốc gia thì chắc chắn ngày xưa thì có một vua đúng không ạ? Đấy, thì trong giới thực phẩm chức năng cũng chỉ có một ông vua thôi. Vậy thì có một cái điều gì đó khác biệt để được mệnh danh là ông vua các anh chị? À, chắc chắn rồi, có một sự khác biệt các anh chị. Được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại với hàng chục loài thảo dược ngũ cốc, trái cây tự nhiên tốt nhất cho sức khỏe. Hiểu không ạ? Và trên màn hình chúng ta nhìn thấy gói rất là đơn giản, nhỏ gọn, chúng ta có thể thuận tiện mang đi bất cứ nơi đâu. Hộp sản phẩm thì nhìn rất là bình dân, đúng không anh chị? Tuy nhiên chất lượng trong đó thì hoàn toàn không bình dân. Và chúng ta nhìn trên màn hình là có những cái trái cây rất là đơn giản và gần gũi với cuộc sống con người chúng ta. Ví dụ như là gì ạ? Đu đủ, cam, nho, dứa, đầy đúng không ạ? Dâu tây, đấy. Còn cherry và nho thì có rất nhiều các anh chị rằng nói rằng là ui ôi nhà chị đầy tiền, chị order cherry từ Úc về và nho Mỹ về ăn cho nó sướng đúng không ạ? Đấy, nhưng khi mà Hana học hỏi, Hana hiểu sâu được một vấn đề đó chính là gì ạ? Enzyme chỉ tồn tại trên thực thể sống và sau 2 đến 4 tiếng khi rời khỏi vật thể mẹ thì chắc chắn chúng ta không nạp được enzyme nữa mà chỉ còn là vitamin và khoáng chất thôi các anh chị. Đó, vậy thì xin hỏi các anh chị, ví dụ như ở Sài Gòn đây đi ạ. Thì chúng ta có gì? Chúng ta có thể chuyển trái cây từ Vĩnh Long lên, đúng không anh chị? Vậy thì chúng ta hãy tính cái con đường xe vận chuyển từ Vĩnh Long lên đến chợ đầu mối thôi. Chắc chắn nó đã hơn 3 tiếng rồi. Và từ chợ đầu mối ra đến chợ lẻ và đến chúng ta về nhà còn bỏ vào tủ lạnh nữa. Thì lúc này chúng ta chỉ còn bổ sung được vitamin và khoáng chất. Đồng ý không các anh chị ơi? Đó, còn nếu như mà trước đây ở quê thì chúng ta có vườn, có nhà, chúng ta có thể trồng những cái trái cây như là đu đủ, cam, dứa, đúng không ạ? Cà chua, đấy, dâu tây, đấy, chúng ta có thể trồng tại nhà. Nhưng với một điều kiện, đúng không ạ? Nhưng với một điều kiện, em xin phép ạ, cô giáo gửi link đến. Ok, nhưng với một điều kiện là gì ạ? Chúng ta trồng phải sạch. Và chúng ta ra hái từ trên cây xuống chúng ta ăn luôn thì chúng ta bổ sung được một nguồn enzyme đó chính là gì? Enzyme thô và là enzyme đơn chất các anh chị. Nhưng với cơ thể của chúng ta còn hơn 5.000 loại enzyme khác nhau hoạt động thì làm thế nào một ngày chúng ta ăn được 50 loại trái cây các anh chị? Đúng không ạ? Chưa kể là ở Việt Nam chúng ta đang bị ô nhiễm ngay từ nguồn nước thì chúng ta không tránh đâu cho khỏi nắng. Vậy thì tập đoàn người ta đã thấu hiểu được điều này và họ đã gì ạ? Họ đã trồng khép kín trực tiếp tại vườn và họ bóc tách toàn bộ cái enzyme tươi đưa vào hầm phân tách đặc biệt trong 18 tháng trước khi đưa ra thị trường cho một mẻ sản phẩm chúng ta dùng. Ở đây chúng ta đều là những người mẹ và chúng ta gì ạ? Chúng ta mang thai một em bé thì 9 tháng 10 ngày chúng ta thấy rất vất vả đúng không ạ? Nhưng một gói enzyme đến tay chúng ta là 18 tháng bằng hai chu kỳ của một người mẹ mang thai. Và chúng ta được nạp đó chính là enzyme nguyên mẫu và là enzyme phức hợp để bổ sung vào gần 5.000 loại hơn 5 loại enzyme trong cơ thể chúng ta. Đúng không các anh chị? Đó là lý do chúng ta cần lựa chọn enzyme của tập đoàn để chúng ta bổ sung. Đúng không ạ? Chứ một ngày mà căng cả ngày ăn trái cây và ăn rau không đủ đúng không các anh chị? Đó. Rồi. Vậy thì với 18 tháng như thế thì enzyme có 6 lợi ích cho sức khỏe. Đầu tiên đó là đào thải độc tố, thanh lọc máu, đúng không ạ? Enzyme sẽ giúp duy trì ổn định kiềm trong máu và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, kích thích tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch. Đó. Cái thứ hai đó chính là chiến đấu chống viêm. Các enzyme không tự làm lành nhưng sẽ kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu tự chữa lành. Và cái số 3 đó chính là chống vi khuẩn. Enzyme sẽ giúp kích thích tác dụng chống vi khuẩn của các tế bào bạch cầu, tiêu diệt và loại bỏ các virus vi khuẩn gây bệnh và kích thích tái tạo tế bào, xử lý bệnh tận gốc.
Đó. Và cái số 4 đó chính là phân hủy chất thải. Các enzyme sẽ giúp phân hủy chất thải, bài tiết các chất độc trong cơ thể và cho phép cơ thể chúng ta hoạt động bình thường. Và cái số 5 đó chính là thanh lọc máu. Đây cũng là một cái lý do mà Hana lựa chọn dự án này các anh chị. Bởi vì chúng ta thấy thời nay tai biến rất nhiều đúng không ạ? Vút rất nhiều đúng không các anh chị? Đơn giản thôi ạ. Cái dòng máu của chúng ta có từ 4 đến 6 lít máu nó dơ quá đúng không ạ? Chúng ta chưa bao giờ thanh lọc máu. Thì những cái cục máu gón, máu đông, máu tụ rồi là mỡ máu đúng không ạ? Vui vui, nó đi hay chả đi, nó đứng lại chỗ. Đó, thì nó sẽ sinh ra việc tai biến các anh chị. Đó. Vậy thì enzyme giúp cho chúng ta thanh lọc máu, phá vỡ cholesterol và duy trì kích thích lưu thông máu. Các anh chị nhé. Và cuối cùng, sau khi đào thải, sau khi chống viêm, sau khi chống vi khuẩn, phân hủy chất thải và thanh lọc máu, thì enzyme có một cơ chế cực kỳ đặc biệt, đó chính là tái tạo tế bào mới. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi hơn 60.000 tỷ tế bào, chứ không phải là một khối thịt, một khối mỡ như chúng ta đang nhìn thấy ở đây đâu ạ. Đúng ạ. Vậy thì điều gì diễn ra hàng ngày? Chúng ta có rất nhiều ngàn tế bào tự sinh và tự diệt đúng không? Nhưng nếu như cơ chế tái tạo của chúng ta nó bị mất dần đi, enzyme cạn đi rồi thì chúng ta sẽ không thể phục hồi nhanh lại được. Đó. Và điều gì diễn ra 60.000 tỷ tế bào khỏe mạnh, cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Đúng không ạ? 60.000 tỷ tế bào đấy, 1/3 hư hỏng thì chắc chắn chúng ta sẽ có vấn đề. Các anh chị nhá. Cho nên với 6 lợi ích này, trong cơ thể của chúng ta hoạt động mạnh mẽ thì sẽ trả lại cho chúng ta một cái cơ thể khỏe mạnh. Đồng ý không các anh chị? Đó. Và enzyme thì cần thiết cho ai ạ? Chúng em hay nói chơi với nhau rằng là có hai đối tượng không dùng được enzyme. Một là người chán sống, hai là người không còn hơi thở. Đúng không anh chị? Bởi vì enzyme cần thiết cho người từ 0 đến 100 tuổi, càng già càng cần và những người bệnh thì càng cần phải bổ sung. Đồng ý không các anh chị? Đó, thì với người cái chức năng này thì các anh chị có thể đọc trên màn hình, không ai là không cần các anh chị ạ. Từ 0 đến 100 tuổi, kể cả mẹ bầu và người đang cho con bú, vì cái thị phần này cực kỳ kén sản phẩm, đúng không các anh chị? Người phụ nữ mang thai và cho con bú. Nhưng với enzyme thì đều có thể hỗ trợ được. À, với ai ăn không ngon miệng, trẻ biếng ăn, người có vấn đề về tiêu hóa, mệt mỏi, suy nhược, có vấn đề về khớp, về gút, bị suy yếu các chức năng cơ quan như là gan thận, phục hồi di chứng sau tai biến, phục hồi vết thương sau phẫu thuật, giảm cân, chống oxy hóa, làm trẻ hóa. Đấy, giảm cân này rất cần thiết và rất là được các chị em phụ nữ đón nhận, đúng không ạ? Đấy, các lượng về máu hoặc tiểu đường. Tiểu đường các chị bây giờ thấy tiểu đường trẻ hóa rất nhiều. Các con mới sinh ra đã bị tiểu đường rồi. Là vì do cái gì ạ? Là thói quen ăn uống sinh hoạt của người mẹ đấy các anh chị. Đúng không? Đó. Và với sản phẩm thứ hai đó chính là sản phẩm Mevitan. Mevitan được các nhà khoa học mệnh danh đó chính là mẹ của thực phẩm bổ dưỡng. Tại sao lại như thế ạ? Bởi vì trong một chai Mevitan thì có tới hơn 36.000 chất dinh dưỡng. Trong đó có đông trùng hạ thảo, nấm lim xanh, lim đỏ. Đúng không ạ? Phần bên trên các chị nhìn thấy nó rất là bình thường đúng không? Như dưới này thì có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm. Và được chiết xuất từ hơn 120 loài thảo dược trong thời gian 4 tháng trước khi đưa ra thị trường. Các anh chị nhìn thấy ạ, đứng đầu tập đoàn là người Do Thái cho nên họ rất chú trọng về chất lượng của sản phẩm. Không phải là đầu này là con bò, đầu kia là cái xúc xích. Mà đều phải diện sản xuất quy trình theo 5 tháng. Các anh chị nhé. Đó, ba chức năng của Mevitan đó là phục hồi, nuôi dưỡng và cân bằng. Và Mevitan được nghiên cứu từ các công thức cổ xưa, chọn lọc hàng trăm các loại thảo dược từ cỏ cây tốt nhất. Mevitan thực sự cần thiết để chăm sóc và nuôi dưỡng cơ thể bạn. Đây là một vị tiến sĩ người Ấn Độ ông đã nói. Đồng ý không các chị? Đó. Và ai cần dùng sản phẩm này ạ? Những người đau đầu ngủ kém này, chán ăn thường xuyên mệt mỏi này, có vấn đề về tim mạch huyết áp này, vấn đề về tiêu hóa và suy gan suy thận, cung cấp hơn 36.000 chất dinh dưỡng thảo mộc. Và đặc biệt với Mevitan thì giúp chúng ta cân bằng lại các việc nội tiết tố trong cơ thể chúng ta, chống lão hóa, chống viêm, làm sạch và đào thải độc tố. Anh chị nhé, nhưng với sản phẩm này vì nó quá bổ hộ cho nên với các con dưới 7 tuổi đang phát triển bình thường thì chúng ta hạn chế đúng không các anh chị? Đó. Còn ví dụ các con bị suy dinh dưỡng thì các anh chị có thể hỏi những người đã có thâm niên ở đây lâu năm thì chúng ta sẽ được giải đáp và hướng dẫn một cách cụ thể. Đồng ý không ạ? Và sản phẩm này rất cần cho người già. Đó, và sản phẩm số 3 đó chính là diện Vital Corona. Đây là một món quà được mệnh danh là quà tặng từ Thượng Đế dạng hột. Vậy thì quà tặng từ Thượng Đế có cái gì các anh chị? Đó, các anh chị nhìn đây ạ.
với sức sống mãnh liệt từ thuở sơ khai trái đất và được phát hiện khoảng 120 năm trước bởi các nhà khoa học Hà Lan. Mới đầu được đánh giá rất cao do tìm thấy hàm lượng dinh dưỡng vô cùng to lớn và giá trị. Nhưng sau đó lại bị bỏ rơi. Vì sao ạ? Vì thiếu công nghệ chiết xuất, bởi quá trình khai thác rất tốn kém và không hiệu quả, bởi các thành vách tế bào rất cứng chắc và khó phá hủy. Nhưng với Vital Enzyme được sở hữu công nghệ độc quyền ở công nghệ ORAC bóc tách từ những phân tử nhỏ, cho nên đã khai thác được và đưa sản phẩm này đến tay người tiêu dùng một cách tốt nhất. Và với thành phần dinh dưỡng các anh chị nhìn đây ạ, 65-68% là protein, 17% là đường glucose, 6% là chất béo và các vitamin và khoáng chất rất là nhiều. Và chúng ta cùng nhau đi so sánh với các sản phẩm trên truyền thống mà chúng ta đang trồng được, đúng không ạ? Vitamin A thì gấp 5,8 lần cà rốt, B1 thì gấp 1,3 lần men vô cơ, B2 gấp 35 lần sữa, sắt gấp 13 lần gan lợn và 45 lần nho. Vậy thì cái điều này chúng ta thấy dùng tảo không cần phải ăn gan để bổ sung sắt, đúng không anh chị? Nho thì tới 45 lần luôn, đúng không ạ? Chất xơ thì gấp 1,5 lần khoai lang, tốt cho những ai cần giảm cân. Và canxi thì gấp 1,6 lần sữa và hàm lượng vitamin B12 và C nó rất lớn. Bởi vì sao ạ? Tảo có chứa các chất chống oxy hóa với hàm lượng rất là cao các anh chị. Còn với chất diệt lục thì cao hơn bất kỳ một thực vật quan hợp nào. Đó. Cho nên với các sản phẩm này thì luôn luôn được đảm bảo tự nhiên, công nghệ hiện đại với thành phần thì vượt trội, công thức thì độc quyền và được chứng nhận bởi các cái chứng nhận trên quốc tế mà chúng ta không cần phải lo lắng về chất lượng. Với một tập đoàn người ta đã hoạt động trên 64 năm trên toàn cầu thì chúng ta không cần phải lo. Đồng ý các anh chị? Đó. Và tác dụng đặc biệt của Vital Colina là như thế nào? Với 6 tác dụng. Và các anh chị có thể để tâm đến tác dụng thứ 3, đó chính là đào thải kim loại nặng. Đúng không ạ? Trong cơ thể chúng ta cái gì cũng để được, duy nhất độc tố và kim loại thì chúng ta không để được. Đúng các anh chị? Đó. Ngăn ngừa lão hóa, giảm cholesterol, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường dinh dưỡng và bí quyết làm đẹp từ trong ra bên ngoài. Với enzyme có 5 cách dùng thì tảo có 3 cách dùng. Và trong đó, một trong 3 đó là gì ạ? Đắp mặt rất đẹp các anh chị. Và cái này sẽ phù hợp cho các anh chị nào ở spa có thể đắp mặt cho khách hàng. Các anh chị nhá, vừa rẻ, vừa an toàn mà lại hiệu quả. Đồng ý không ạ? Đó, và đây là một số kết quả sử dụng sản phẩm được chúng em chỉ đúc kết lại cái phần nhỏ thôi ạ, 100.000 cái kết quả thôi. Đúng các anh chị, em Hana có thể chia sẻ với các anh chị. Đây là kết quả của chị Hải ở Quý Anh, Hà Tĩnh. Bị ca tuyến nước bọt giai đoạn 2 và khi sử dụng hai liệu trình cảm thấy rất là khỏe và không có gì ạ, bất kỳ hiện tượng gì về bệnh. Nhiều lúc chị đã nghĩ rằng là mình không mang trong mình cái căn bệnh hiểm nghèo này. Và chị vô cùng biết ơn enzyme và bây giờ chị đã có kết quả rất là tốt và chị đang lan tỏa cái giá trị này cho cộng đồng. Ok không ạ? Đó. Và đây là kết quả của zona thần kinh. Các anh chị nhìn thấy sợ không ạ? Đấy. Khi chúng ta dùng thì chúng ta có thể kết hợp với đắp rửa bằng enzyme và có kết quả các anh chị nhá. Đấy. Và đây hở van tim ba lá thoái hóa đốt sống của anh Lợi ở Bình Dương, sau khi tìm hiểu và tin dùng enzyme thì đã cải thiện, và ngày hôm nay thì khi bản chất của anh có kết quả thì cả gia đình anh cùng dùng, hiểu các anh chị. Đấy. Và vảy nến các anh chị thấy thời nay nhiều không ạ? Đó, những cái căn bệnh này bên Tây Y chưa có biện pháp để xử lý dứt điểm các anh chị nhé. Vảy nến nó liên quan đến máu, mà enzyme xử lý được từ gốc rễ tế bào là từ máu. Thì các anh chị biết là kết quả vô cùng là kỳ diệu đúng không ạ? Cô ấy, cô Ca thì 68 tuổi rồi ở Huế các anh chị. Sống chung với căn bệnh vảy nến này 20 năm rồi. Đúng không ạ? Và sử dụng enzyme từ tháng 12 năm 2020. Và sau một liệu trình thì đã cải thiện rất là nhiều. Và hiện nay thì cô đang tiếp tục sử dụng. Và cô tin tưởng rằng cô sẽ hoàn toàn khỏe mạnh nhờ liệu pháp này. Đó, còn đây là gì ạ? Lao hạch các anh chị. Đấy, viêm phổi. Rất là nhiều căn bệnh các anh chị thấy không ạ? Đó. Và các anh chị thân mến, đây là một cái kết quả đứt tay. Cái này chứng minh cho chúng ta thấy được rằng enzyme có một cái cơ chế đó là tái tạo tế bào và đặc biệt không để lại sẹo. Các anh chị nhé. Hay bỏng nước sôi. Đó. Có rất nhiều người bỏng nước sôi mà để lại cái di chứng, đúng không anh chị? Nhưng khi chúng ta biết cách sử dụng, chúng ta đắp lên, chúng ta uống bên trong thì sẽ giúp chúng ta tái tạo tế bào nhanh và xử lý cái gì các anh chị biết không ạ? Nhiễm trùng, chất tô. Các anh chị, đó. Và đây, nấm. Sợ không các anh chị ơi? Đấy. Ông Vương 62 tuổi, 14 năm bị nấm các anh chị, điều trị khắp nơi luôn.
Nhưng rất là may mắn, từ 2015 ông đã biết đường sử dụng và bây giờ kết quả vô cùng là vi diệu đúng không ạ? Đã trả lại cho ông cái cơ thể hoàn toàn bình thường. Đó. Và đây là group ban đầu. Các anh chị nhìn ạ, điều gì diễn ra khi một người phụ nữ có khuôn mặt này có tự ti không các anh chị? Chả muốn sống nữa chứ. Nhưng enzyme đã giúp cho chị cải thiện và có một cái kết quả vô cùng là vi diệu. Và đây xứng đáng với cái câu slogan của tập đoàn, đó chính là mang lại giá trị kỳ diệu cho sức khỏe. Đúng các anh chị? Đó. Và đây là u trực tràng. Các anh chị nhìn đây ạ. U trực tràng. Chị Thúy ở Tiền Giang. Đó. Và sau này thì chị đã ăn tốt, ngủ tốt và đi lại được. Và chị tiếp tục lan tỏa giá trị. Đó. Và các anh chị thân mến, ở trên đây chỉ một trong số những cái kết quả ít mà chúng em đúc kết lại một số bệnh thôi. Đúng không ạ? Nhưng các anh chị mong muốn tìm hiểu thì chúng ta có 3 trang kết quả chúng ta có thể tìm hiểu. Một là trên YouTube, hai là trên nhóm Facebook chúng ta có thể nhờ người bạn của chúng ta mời chúng ta vào nếu như các anh chị mong muốn có thêm những kết quả tốt hơn. Đó. Và đây, enzyme thì từ một gói enzyme đó có thể làm 25 cái demo, đó là 25 cái thí nghiệm. Được không các anh chị? Đó. Và bây giờ Hoa Na xin mời các anh chị chúng ta cùng nhau theo dõi một trong những cái thí nghiệm đó mà chúng ta thấy đào thải độc tố như thế nào và phân hủy ra sao. Xin mời các anh chị. Xin chào các cô chú anh chị đang xem video. Đây là một cái demo về tác dụng làm tan mỡ, hỗ trợ các bệnh về rối loạn chuyển hóa của enzyme so sánh với các dòng thực phẩm chức năng khác ở trên thị trường. Ở cái hũ đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là sản phẩm trà thảo mộc của một công ty thực phẩm chức năng khá là nổi tiếng trên thị trường, có tác dụng là hỗ trợ ngăn ngừa mỡ nội tạng và đốt cháy mỡ thừa. Ở cái hũ thứ hai đó là dòng sản phẩm omega 3 cũng của công ty thực phẩm chức năng trên, có tác dụng là hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Thì chúng ta thấy rằng ở cả hai cái hũ này thì miếng thịt mỡ lợn hầu như là vẫn còn nguyên, đúng không ạ? Ở cái hũ thứ ba là enzyme, hũ thứ tư đó là hành tỏi đen. Hành tỏi đen cũng là một cái sản phẩm nói rằng có tác dụng là làm giảm mỡ máu và ngăn ngừa cái cholesterol ở trong máu. Chúng ta thấy rằng cái miếng mỡ thịt lợn nó vẫn còn nguyên kích thước ban đầu. Và cái hũ thứ năm đó là rượu tan mỡ ở chùa. Chúng ta thấy rằng với rượu thì cái miếng thịt mỡ lợn nó vẫn còn nguyên, đúng không ạ? Thì ở cả bốn cái hũ sản phẩm khác thì hầu như là cái miếng mỡ lợn nó vẫn còn nguyên cái kích thước ban đầu, không hề có thay đổi một chút nào. Nhưng với enzyme thì sao ạ? Với enzyme thì miếng mỡ lợn đã tan gần như là hết và cái cốc enzyme nó đã rất là đặc sánh do là cái miếng mỡ lợn nó đã bị tan ra. Thì đây là một cái demo rất là đơn giản. Các cô chú anh chị chúng ta có thể tự làm ở nhà để kiểm chứng cái chất lượng của sản phẩm. Và đây là kết quả của một cô khách hàng tại Sài Gòn. Cô nói rằng tôi mới dùng enzyme chưa được lâu cho nên tôi chưa tin tưởng lắm. Nên đã làm thí nghiệm tại nhà trên 5 cái dòng sản phẩm khác nhau. Kích cỡ 5 miếng thịt mỡ lợn sống bằng nhau trong thời gian như nhau và ra được kết quả như vậy đó. Thì các cô chú anh chị chúng ta có thể thấy, có thể chứng kiến được bằng mắt thường, đúng không ạ? Đó, và chúng ta thấy cái demo của enzyme thì cái miếng mỡ đã tan hoàn toàn, đúng không các anh chị? Và cái này là một cái tin vui cho những người bị mà vấn đề về bệnh hút đấy các anh chị ạ. Và xin mời chúng ta theo dõi một đoạn video tiếp theo ạ. Xin chào. Đây, đây là ba sản phẩm enzyme chúng ta có thể so sánh. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại enzyme với giá cả khác nhau. Tôi làm cái demo này để kiểm chứng xem enzyme vital khác với các loại enzyme đó như thế nào. Mời các bạn theo dõi video dưới đây nhé. Tôi dùng 3 loại enzyme khác nhau để làm thí nghiệm với 3 miếng tiết gà. Trong đó thì cái cốc thứ nhất là enzyme Hàn Quốc bán ở trên thị trường có trọng lượng là 3 gram. Cốc thứ hai là enzyme Ba Lan dạng viên nang thì có 2 viên. Cốc thứ ba là enzyme vital cũng trọng lượng là 3 gram. Lưu ý là cốc thứ hai ở giữa có miếng tiết nhỏ nhất chỉ bằng 1/4 miếng còn lại thôi. Và cái để mà làm thí nghiệm này thì phải bóc
cái phần vỏ nang trước khi mà làm thí nghiệm. Cách làm cụ thể như sau. Đổ lần lượt từng loại enzyme vào mỗi cốc chứa miếng tiết gà tương ứng. Dùng nước ấm 60 đến 80 độ đổ vào từng cốc sao cho ngập đủ cái miếng tiết. Lắc nhẹ cốc để enzyme tan trong nước. Sau cùng một khoảng thời gian, tôi quan sát thấy miếng tiết ở cốc thứ 3 thì đã tan hết. Đó là cốc mà chứa enzyme vital. Cốc thứ hai là enzyme ba lan. Khi lấy thìa khuấy lên thì miếng tiết có tan, tuy nhiên còn lợn cợn ở bên dưới một ít. Riêng cốc thứ nhất thì gần như không tan gì cả. Qua cái thí nghiệm nhỏ này thì chúng ta thấy rõ ràng là enzyme vital vượt trội hơn hẳn đúng không? Trên thị trường. Dạ vâng, và các anh chị đã theo dõi được hai cái demo. Khi mà chúng ta có enzyme trong nhà thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động làm demo trên lòng trắng trứng, trên cái thuốc đỏ và trên cái bóng điện đúng không ạ, trên mì tôm, trên cháo, trên đủ thứ đúng không ạ. Đấy thì chúng ta có thể làm tại nhà. Vâng, và đó là về phần kết quả cũng như là demo. Vậy thì có rất nhiều các anh chị ngày hôm nay quan tâm đến cái cách làm việc ở đây như thế nào. Thì em Hana xin được phép chia sẻ với các anh chị thêm một chút. Đó, ví dụ ở đây chúng ta khi biết đến enzyme thì đầu tiên chúng ta là trải nghiệm sản phẩm trước đúng không ạ? Khi chúng ta trải nghiệm xong chúng ta có kết quả thì chúng ta tin, yêu và hiểu enzyme thì chúng ta bắt đầu chia sẻ đến một khách hàng. Đó là khách hàng đầu tiên là khách hàng A đúng không ạ? Khi khách hàng A chúng ta chia sẻ với họ thì việc của chúng ta chỉ là gì ạ? Cho thông tin dựa trên sự thật chứ chúng ta không phải là ôm cái thùng hàng đi để chúng ta gì ạ? Để chúng ta chia sẻ với khách hàng đúng không các anh chị? Đấy, chúng ta năn nỉ họ và sau đó thì chúng ta dựa trên nguyên tắc 3 không, không lôi kéo, không dụ dỗ và không ép buộc đúng không các anh chị ơi? Đấy, và khi mà chúng ta không lôi kéo, không dụ dỗ, không ép buộc khách hàng thì chúng ta giúp cho họ kết nối đến với kho, và khi kho hàng người ta hiểu được khách hàng mình cần gì, khách hàng chuyển tiền qua kho và kho sẽ để xuất hàng về cho khách dựa trên địa chỉ và số điện thoại các anh chị nhé. Đó, và khi chúng ta kinh doanh thì chúng ta sẽ được việc chia sẻ trả lại cái tiền hoa hồng cho chúng ta 5 khoản, 3 khoản trong ngày, 2 khoản cuối tháng và có 3 khoản bonus thì chúng ta lên cấp bậc, và tiền trả trong ngày thì chúng ta sẽ được trả vào 12 giờ đêm, cuối tháng cũng là 12 giờ đêm của cuối tháng tính theo ngày dương lịch các anh chị nhé. Và ở đây có một cái điểm lưu ý đó, chúng ta không cần áp lực doanh số bán hàng hay là chúng ta không có rủi ro đúng các anh chị. Và 8 khoản hoa hồng tính lương, khi một người muốn vào trong đây thì cái gì ạ? Cái yêu cầu của tập đoàn đó chính là chúng ta phải tạo một cái tài khoản. Đó, thì khi chúng ta tạo một cái tài khoản làm cái mã số ID thì chúng ta được lợi ích như thế nào? Đấy, nếu chúng ta không có ID chúng ta mua trực tiếp từ kho tập đoàn thì giá lẻ là 1 triệu 440 ngàn. Với giá sỉ là chúng ta mua được trọn đời với cái ID của mình là 980 ngàn, giảm 32%. Và chúng ta được sở hữu bản quyền phần mềm của tập đoàn để chúng ta đặt hàng cho khách và trả lương hàng đêm. Và chúng ta được đào tạo chuyên sâu miễn phí về con người để chúng ta kinh doanh về sản phẩm và cơ chế. Đúng không các anh chị? Với hoa hồng trực tiếp thì 6 hộp là chắc chắn rằng các anh chị thân mến, khi chúng ta lựa chọn gói 12 hộp, 6 hộp thì em Hana không cần chia sẻ. Đúng không các anh chị? Và sau một thời gian chúng ta lên Diamond thì chúng ta sẽ được cái hoa hồng gì ạ? Hoa hồng cao hơn và nhiều hơn. Đó là gì ạ? Quyền lợi. Đó. Vậy thì quy trình khi chúng ta phối hợp với công việc tự động này như thế nào? Bước 1 là chúng ta trải nghiệm sản phẩm, sử dụng 5 cách dùng để có kết quả bằng bằng thật sự của bản thân. Chúng ta chụp hình kiểm tra trước và sau khi sử dụng. Bởi vì khi các anh chị mà dùng sản phẩm một cách ơ hờ, chúng ta dùng sản phẩm mà chúng ta không tin, chúng ta dùng sản phẩm mà không có sự đối chiếu thì chắc chắn chúng ta sẽ không cảm nhận được kết quả một cách thực sự. Đúng không ạ? Và bước 2 là chúng ta chia sẻ giá trị cho những người có nhu cầu về dùng sản phẩm hoặc về công nghệ việc, và chúng ta dịch chuyển khách hàng vào Zoom để họ tìm hiểu một cách chính thống nhất, và cách mời thì các anh chị sẽ được đào tạo. Bước 3 thì chúng ta gì ạ? Khi khách hàng quyết định xem xong và hệ thống hỗ trợ khách hàng hiểu và họ sẽ ra quyết định căn cứ nguyên tắc đáp ứng tối đa nhu cầu của khách. Và bước 4, khi chúng ta
chăm sóc khách hàng và chúng ta giúp cho hệ thống của chúng ta nở ra thì chúng ta nhận được 3 khoản hồng trong ngày và 2 khoản cuối tháng. Đúng không ạ? Được thanh khoản lập tức ngay 12 giờ đêm. Và trong ngày thì chúng ta có thể vào RCI để chúng ta gì ạ? Vào RCI để chúng ta lấy tiền ngay sau tích tắc luôn. Các anh chị nhá. Đó, thì khi mà các anh chị join vào trong hệ thống này, các anh chị sẽ được đào tạo từng bước một để chúng ta biết cách làm việc bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 như thế nào. Đồng ý với các anh chị? Đó, và một ít phút vừa qua thì em Hana đã chia sẻ với các anh chị về ba sản phẩm đang lưu hành tại thị trường Việt Nam và kết quả cũng như là những cái demo và cái cách chúng ta bắt đầu ở đây như thế nào. Đó, và ngày hôm nay thì em Hana thấy ở trong Zoom thì có một số các anh chị là người mới. Thì ngay bây giờ các anh chị có cái câu hỏi gì thì em Hana xin phép mời các chị đặt câu hỏi lên và xin được mời sự quay trở lại của Bích Ngọc Sunny. Đúng ạ, xin được kính mời. À, cảm ơn Hana. Thực ra thì là sản phẩm thì Ngọc tin rằng là trong một khoảng thời gian khoảng tầm một tiếng là mọi người đã hiểu về nguyên lý rồi. Còn đâu đối với công việc thì rất là đơn giản, có nghĩa là đây là một cái mô hình mua hàng trực tiếp. Đúng không ạ? Mua hàng trực tiếp có nghĩa là sẽ đặt online trực tiếp và chúng ta sẽ được từ kho gửi hàng về. Nếu mà trong trường hợp chúng ta là người sử dụng thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là chúng ta dùng xong rồi thì là chúng ta dừng lại đấy. Còn nếu mà không, chúng ta muốn lấy lại khoản tiền đầu tư thì chúng ta tham gia kênh quảng bá. Đó, và đây là cái hình thức quảng bá tự nhiên dựa trên kết quả thật đấy. Và ngày hôm nay thì em thấy là có chị Huyền, có chị Duyên, thì chị Duyên tắt cam từ đầu đến cuối, thì không biết là chị, em nghe chị My nói là chị có việc bận á, đấy thì em muốn ưu tiên là chị có câu hỏi gì không đấy, thì nếu mà chị không tiện bật cam thì chị có thể là đánh vào khung cửa sổ chat thì em sẽ hỗ trợ chị, đúng không ạ? Đấy, trong các khoảng thời gian là để chị Duyên có thể đặt câu hỏi thì chị quay trở lại với Thanh Loan. Đấy, thì ngày hôm nay là rất là vui là bởi vì là em rất là nghiêm túc lắng nghe, rồi là sự có mặt là rất là chỉnh chu. Đấy, thì em có câu hỏi gì không? Em đến đây vì nhu cầu công việc hay sản phẩm? Đấy, xin mời em. Dạ, anh chào chị Ngọc và tất cả các anh chị ạ. Thì hôm nay là lần đầu tiên em được tham dự Zoom cùng với lại tất cả các chị ở đây. Thì mình cảm thấy là mình hiểu thêm được về cái nguyên lý cũng như là cái công dụng, tác dụng của enzyme tảo với lại medical á. Thì thật ra là em cũng có sử dụng sản phẩm rồi. Thì mình, nhưng mà thứ thật là em cũng chưa tuân thủ được cái sự đều đặn của cái quy trình sử dụng đó chị. Nhưng mà cái cảm nhận của em thì khi sử dụng thì nó cảm nhận có sự hiệu quả ở trong đó. Nhưng mà bị cái là mình chưa sử dụng thường xuyên và đều đặn á chị. Thì cũng được sự động viên cũng như là nhắc nhở của chị My á, nên cái lâu lâu cái chị nhắc là cái mới nhớ ra sử dụng. Thật ra là nhiều khi em bận rộn quá đó, cũng quên đi cái việc mà chăm sóc sức khỏe của mình cũng như là những người thân trong gia đình đó. Cái có chị My nhắc nhở là em cũng vô cùng biết ơn cái sự nhắc nhở thường xuyên đó của chị My. Rồi, ok. Thế em có cảm nhận được về sản phẩm rồi. Thế là chị muốn hỏi thật là em có muốn lấy lại cái khoản tiền đầu tư hay không? Em có quan tâm đến cách làm việc hoặc em có lăn tăn gì không? Đấy. Em cảm thấy nếu mà trong trường hợp một khách hàng mới mà vào một cái buổi Zoom như vậy thì em cảm thấy là khách hàng có cảm thấy là an tâm hay không? Đấy. Xin mời em. Dạ thật sự thì cái hiệu quả của cái sản phẩm đó thì em cũng không chối bỏ và cũng không có phủ nhận nó. Nhưng mà trước tiên trong cái giai đoạn này thì là em muốn sử dụng và cảm nhận nó trước á, chứ cũng không chưa có ý định là sẽ bán hay hay như thế nào, tại vì thật sự mình cũng chưa có thời gian để là tập trung chuyên sâu vào nó đó. Nên trước mắt là em sẽ sử dụng và cảm nhận cái hiệu quả của nó trước đã và sẽ lan tỏa đến mọi người. Thì đúng rồi mà, cái này nó là tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng á. Thì tất cả chúng ta ban đầu chỉ là người sản phẩm thôi, nhưng thực ra thì cái điều đặc biệt ở đây là cái kênh quảng bá này, cái chi phí mà nó trả rất là cao bởi vì nó không thông qua kênh truyền thống.
như là qua tivi, em thấy trên tivi không có quảng cáo về enzyme, qua hiệu thuốc cũng không có, Vâng. và nó không giới hạn cái lượng người mà em quảng bá, và nó lại tính như này, em tưởng tượng như giống như là mình ăn phở đúng không, mình thấy ngon đúng không, mình về mình giới thiệu với chồng mình đấy, hay chồng mình đến xong rồi thì mình lại giới thiệu với các bà bạn của mình, chồng mình cũng giới thiệu với các ông bạn của chồng đấy, thế sau một thời gian 1 năm 2 năm thì từ mình ra một cái mạng lưới tiêu thụ khổng lồ là những cái khách hàng mà yêu thích cái quán phở đấy, nhưng mà với điều kiện phở phải ngon đúng không. Đấy thì em có thấy rằng là rõ ràng là mình đã giúp quảng bá cái dòng sản phẩm đấy ra cho chủ tiệm phở, nhưng mình đến thì cái ông chủ tiệm phở này ông cũng không cho mình thêm những thịt bò nào cả đấy. Nhưng mà ở đây thì nó có cái sự khác biệt ở đây là đối với cái dòng sản phẩm enzyme á, thì em thấy rằng là nhu cầu của thị trường có nhiều không, nếu sự thực mà giống như là chị nói hoặc là em cảm nhận được thì em thấy rằng là cái nhu cầu của thị trường về sức khỏe bây giờ có nhiều không? Vâng, là tại vì em cũng nhận thấy là cái sự quan tâm về sức khỏe của người tiêu Đúng dùng không? đó, nó càng ngày càng tăng đó chị. Cũng cụ thể như em đó, thì cái giai đoạn mà trẻ tuổi mình cũng không quan tâm lắm đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà từ từ dần dần thì mình bắt đầu có cái sự chăm sóc về sức khỏe cũng như là bảo vệ nó hơn. Đúng rồi đấy. Đấy thì chị chỉ muốn nói với em là hiện tại bây giờ em đang làm về cái ngành sức khỏe thì nó có một cái sự cộng hưởng rất là lớn để em có thể âm thầm xây dựng một kênh có dòng tiền thụ động từ cái người từ cái liệu trình mà em đã dùng, chỉ cần em để tâm thôi, bởi vì nó không mất công. Mình đúng không? Ở đây là nó có cả một cái đội ngũ như chị, như chị Hana, như chị My là đã làm toàn thời gian rồi. Còn việc của em là em biết cách đưa thông tin đúng cho người cần, người muốn. Đấy, và em đưa người ta vào buổi Zoom này thì người ta sẽ nghe và quyết định bằng trí tuệ của người ta, chứ không có là mình không lôi kéo, không dụ dỗ, không ép buộc. Khách sẽ được lắng nghe nhu cầu của khách và mình sẽ tư vấn về cái giải pháp này sẽ xử lý vấn đề của khách như thế nào. Nếu mà họ cảm thấy ok thì họ sẽ tự đặt hàng ra kho và kho sẽ chuyển về. Mình cũng không liên quan đến hàng luôn. Em mình đúng không? Còn nếu mà trong trường hợp mà họ không dùng thì cũng không sao cả. Chúng ta hoan hỉ, bởi vì sao? Vấn đề của họ vẫn ở đấy, họ không lựa chọn giải pháp chúng ta, họ đi loay hoay một hồi rồi cuối cùng họ cũng quay lại. Đấy, nhưng mà bằng cái việc rằng em sẵn sàng cho việc bắc một cây cầu thì sau này khoảng tầm 1 năm đến 2 năm em sẽ có dòng tiền thụ động. Em có mong muốn có thêm một cái kênh thu nhập từ cái việc đầu tiên là em phải trải nghiệm sản phẩm nghiêm túc hơn. Đấy, em làm demo để vì em phải có một cái niềm tin rằng sản phẩm này tốt thì em mới có thể giới thiệu được cho khách của em. Chứ còn nếu mà trong trường hợp mà em không có niềm tin về dòng sản phẩm này hoặc niềm tin nó không đủ ấy thì em không có làm được đâu, thì em rất lãng phí cái cơ hội này. Bởi vì nếu mà làm tốt thu nhập ở đây cũng rất là cao, chị nói luôn. Làm vài năm ấy mà có mạng lưới thu nhập gấp đôi em, mặc dù giờ em có 2 cơ sở mà lại không phải làm với nhân viên, không phải làm bất kỳ một cái gì. Đây là chị nói thật sự luôn, nghiêm túc luôn đó. Đấy nên là cái này chị chỉ muốn nói là em để tâm một chút thôi. Đấy, bằng cách là đầu tiên hãy sử dụng nghiêm túc hơn cho chị. Để đắp mặt đi để xem là cái cảm nhận trên da mặt như nào, hôm nào có vết thương hở thì đắp trên da xem là nó nhanh liền hay không. Đấy rồi mình phụ nữ thì hay có vấn đề về phụ khoa, mình thử rửa xem. Nếu nó kháng viêm tốt và nó sạch thì mình cảm nhận nó khác biệt hoàn toàn chứ. Đúng Ủa, không? đắp là đắp enzyme hay đắp tảo chị? Đắp enzyme. Enzyme. Tảo thì chỉ sử dụng để mà dưỡng da. Tại vì tất cả những thứ tốt thì đều đắp trên da mặt đều cảm nhận, bởi vì thực ra da mặt cũng là tế bào mà. Nếu mà nó có khả năng nuôi dưỡng tế bào tốt thì nó phải có biểu hiện trên da chứ. Ok không? Mà chị nói luôn này, nó không hề là nếu đắt thì cũng không đắt, nhưng mà nói rẻ thì cũng không rẻ. Nói thật đấy, mà em là dùng này phí tiền lắm, trong khi đó người ta từ một liệu trình người ta đổi đời đâu đấy, mà mình dùng cứ như không ấy, như thế là phải trân trọng cái tiền bạc và trân trọng enzyme hơn chứ. Chị nghe em nói là chị thích enzyme quá luôn. Được không, làm được không? Dạ thì giờ thì sẽ tuân Ừ, thủ đều đặn hơn một chút. đấy thì như này, chị có chỉ cho cách này. Mỗi một ngày tầm sáng ấy thì để tâm một chút, bởi vì em nếu mà em mà kể cả sau này em làm enzyme cũng thế, em chỉ là được làm vua có một lần thôi, còn sau này em là ô xin chăm sóc người khác ấy. Thế tiền bạc nó quý hiếm, đấy nên là lấy ra ví dụ như 3 gói thì lấy ra 3 gói đấy, em pha vào những cái bình giữ nhiệt như của chị gặp này đấy. Đấy thì thứ nhất là vừa đảm bảo uống đủ nước đúng không, thứ hai là mình kiểm soát được cuối ngày là mình uống bao nhiêu. Ok Vâng. không? Đấy, thì bây giờ như này, ví dụ một ngày uống 5 gói thì sáng cho vào 2 gói uống chậm.
đừng ngủ đến chiều đến tối, nếu mà uống 5 tiếng 5 gói thì tốt quá. Thế thì cứ Nhiều từ từ ngày cho năm nó gói đỡ lận lãng hả phí chị? tiền. Một ngày năm gói Không, lận hả? tại vì cái này nó là cái dòng mà, tại vì em đâu có máy đo nào để biết là hiện tại em đang thiếu hụt bao nhiêu enzyme đâu, nên là bắt buộc là nó phải đưa vào từ từ chứ. Đấy, nên là rõ ràng là hết nạc thì nó vạc đến xương. Đừng để cái tình trạng ấy, thì bây giờ chúng ta phủ enzyme thì chúng ta phải tăng dần liều để làm sao nó phủ từng tế bào bằng cách uống đủ nước với cung cấp đủ lượng chứ. Chỗ nào nó có vấn đề là em biết ngay. Ví dụ em đau xương khớp chỗ đấy em sẽ thấy nó đau trở lại, dạ dày nó có vấn đề trở lại, rồi biểu hiện xì hơi, biểu hiện về thải độc da, nó đi theo đường đi của nó mà. Mấy chị mới là chị nói thật với em, đằng nào thì em chả mua rồi, uống thì nó phải đúng đủ đều nó có kết quả chứ. Uống mà nhỏ lẻ 1-2 gói thì nó chỉ có thải độc đường ruột thôi, thì nó sẽ không đi vào chuyển hóa cho em được, thì nó không có tác dụng là dò bệnh và chữa bệnh, và nó chỉ có tác dụng với cái việc là đào thải độc tố hàng ngày cho em thôi. Thì em uống 1 năm nhưng mà nó sẽ không có tác động đúng nghĩa của nó về cái vấn đề là bảo vệ sức khỏe cho em, ngăn ngừa nguy cơ ung thư, ngăn ngừa nguy cơ tai biến, hình dung không? Nên là cái lộ trình đầu tiên phải là liệu trình thải độc, liệu trình thứ hai mới là liệu trình sửa chữa, và liệu trình thứ ba mới là liệu trình cân bằng. Nhưng đấy là trong trường hợp mình có điều kiện, còn nếu mà trong trường hợp mình không có điều kiện và không có nhiều bệnh lý thì uống một liệu trình thì em phải tăng liều dần, bởi vì nguyên lý của enzyme nó là kích hoạt cơ chế tự chữa lành bằng cách cung cấp nhiên liệu sống, vậy nên em phải cung cấp đủ chứ, đúng không? Ừ, chứ đằng nào chả hết, đằng nào đã mua về rồi uống thì chả nghe ôm mà. Em chán ghê luôn, uống chẳng có đều gì hết. Vấn đề đây là nhiều khi em thấy là rất tốt, em để chị My để em mua, nhưng mà em chưa hiểu nó, em chưa biết, nó giống như là kim cương vào tay em nhưng em tưởng nó là thủy tinh. Nên tại sao khách hàng cần phải vào những cái buổi như vậy, kể cả sau này em giới thiệu ông khách cũng vậy. Em cũng nói thẳng với khách rằng là đây là một giải pháp rất là khoa học và rất là mới, nhưng để hiểu thì cần cô phải vào để có người người ta lắng nghe nhu cầu của cô, người ta cho cô cái phương pháp tối ưu. Đấy, thì khi em nói được như vậy thì có nghĩa là khách vào đây thì họ mới hiểu được, thì họ mới uống nghiêm túc được, và kể cả sau này công thì họ không choáng. Thì cái cách đấy là để làm sao để chúng ta có một khách cách tự giới thiệu khách. Tại vì sao, khi mà khách sử dụng có kết quả thì ai chẳng có người thân, họ muốn mua cho người thân của họ. Thế nên em chỉ cần vất vả trong vài người khách đầu, còn đâu nó sẽ có mạng lưới tự lan nếu sản phẩm thực sự tốt. Và chị khẳng định luôn, đã dùng là dính à, 80% là làm việc với chị mà dùng nghiêm túc có kết quả là làm việc với chị. Thế mới tồn tại chứ, tại vì những cái dòng sản phẩm này nó có ưu có nhược. Ưu điểm thì đã nói hết rồi, nhưng nhược điểm nó là dòng sản phẩm mới, mà bây giờ thị trường thì phẩm chức năng rất là nhiều, thật giả lẫn lộn, nên là mọi người hay đánh đồng, đúng không? Đấy, vậy nên là khi chúng ta làm thì nó có cái khó khăn là như vậy đó. Đấy, và thêm một cái nữa là ít người hiểu nguyên lý sửa chữa hệ thống của enzyme. Đúng. Nên là uống vào nhiều khi công không hiểu, thì nó có những cái khó khăn. Cái thứ ba nữa là thông tin nhũng nhiễu nhiều lắm. Em mà tra thông tin trên Google thì tốt cũng có, xấu cũng có, những khổ cái là tâm của người chỉ tập trung vào thông tin xấu thôi. Ví dụ như là thông tin enzyme chữa bách bệnh Lức Thánh, tại nếu không nghe này thì đúng là đau bụng uống được, tim cũng chữa được, sợ quá, đúng không? Nhưng mà đấy, khi mình nghe nguyên lý thì mình sẽ hiểu rằng ồ, nó có tính chất của nó. Đấy, đấy thì cái cách làm việc đơn giản lắm, không gì khó. Uống, tin, chia sẻ. Chia sẻ thì cái người chia sẻ họ sẽ phải tự tìm hiểu, tự mua. Đấy, em chỉ tham gia vào kênh quảng bá nó bằng cái sự trân trọng biết ơn đối với sản phẩm thì em cảm nhận được. Nên bây giờ quay trở với bước đầu là em phải uống và tin đã. Ok không? Đấy. Phí lắm em. Trời ơi mày, chị nhìn mày chị thấy tiếc quá. Tiếc. Em có muốn có thêm một dòng tiền thu nhập thụ động một cách tự nhiên không? Trời ơi. Dạ chắc chắn rồi. Đúng rồi, tại vì bây giờ chị nói luôn là cuộc sống bây giờ nó càng ngày càng nhiều cái biến động. Năm nay cũng là một năm khó khăn. Đấy, nên là ngành chăm sóc sức khỏe là ngành rất là tiềm năng. Ừ. Nên là mình cố một chút thì nó sẽ thuận. Cố được Dạ quyết tâm. không? Rồi. Rồi, ok. Thế được rồi nhé.